Sau Hoàng Nhật Lệ xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2021, cũng là ngày mùng 1 tháng Chạp. Tết đến nơi rồi. Em lên sóng đầu tháng một chiếc máy lọc không khí Nationa, bán với cái giá đầu tháng cho các bác. Con này em bán với cái giá cho các bác là 1,1 triệu nhá. Giá 1,1 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Cuối năm rồi, cũng còn rất nhiều các mặt hàng cần bán, cần lên sóng để bán phục vụ các bác. Với cái mục đích là cũng thu hồi vốn về. Con máy lọc không khí này của hãng Nationa có mã là FVXC30, có đầy đủ tính năng cả bù ẩm, có nhá. Lọc không khí bù ẩm đầy đủ. Đấy. Con này có cả bù ẩm nhá. Đây, có cả bù ẩm các bác nhá. Đầy đủ tính năng lọc rất khỏe. Báo độ ẩm, các chức năng tăng tốc lọc rất khỏe luôn. Đấy, các có nano. Đấy. Một con máy thiết kế rất là nhỏ gọn, vừa phải. Bên trong này là màng HEPA, vẫn màng zin của hãng Nationa lọc không khí. Con này đặc biệt là cái chế độ buồng của nó rất là hiện đại, có chế độ buồng với nước ấm, tăng khả năng tạo ẩm rất là mạnh, rất nhanh. Con máy này em bán với giá 1,1 triệu. Máy lọc không khí buồng Nationa có nano khử khuẩn. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nha. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy. Máy hoạt động mọi chức năng hoàn hảo. Chào các bác.